Xin chào tất cả anh chị và các bạn, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh của Thuật Lập P nhé. Hôm nay rất là hiếm hoi, kiếm được vài bông nấm lim xanh, rất là ít thôi ạ. Nấm lim xanh rừng nhé, mọi người nhé. Ít hỏi lắm ạ. Được đâu nếu mà phơi khô hết chỗ này đây, cộng với một ít này nữa thì chắc là sẽ được tầm 5 lạng. Cũng hết mùa rồi đấy mọi người ạ, sắp hết mùa rồi. Đấy, nên là khách nào mà lấy nấm lim xanh rừng chuẩn thì hãy inbox cho em nhé. Có rất là ít thôi ạ. Đây là những bông nấm bao tử. Nấm chuẩn rừng nhé cả nhà nhé, không chuẩn không lấy tiền nhé. Trời hôm nay cũng nắng khá là đẹp nên là rất thuận tiện cho phơi nấm. Đây là nấm tươi nhé mọi người nhé. Tươi luôn ạ. Đây tươi rói luôn nhé mọi người nhé. Nấm tươi ạ. Rất là thơm, nấm này rất là thơm luôn ạ.